Nhưng chỉ qua hơn chừng ấy năm mà các bạn học sinh của bọn họ không chỉ có biến qua các bức ảnh kỷ yếu mà còn phát minh khi làm ra món quà kỷ yếu mang đậm dấu ấn thời buổi 40. Cách giữ kỷ niệm năm cuối cấp. Ảnh. Liên hệ với tác giả của tác phẩm khác biệt này, cậu bạn Phạm Hoàng Sang chia sẻ rằng đây là món quà cả lớp muốn lưu giữ lại ở bên cạnh bộ kỷ yếu đã chụp từ trước. Tụi bạn thích giữ lại kỷ niệm của cả lớp mà chụp hình kỷ yếu thì cũng đã chụp rồi, nên bạn thích làm cái gì đó nổi bật hơn để sau đây còn có cái để nhớ lại, Sang nói. Một sự thật là mình rửa tấm ảnh này lâu lắm rồi, khoảng tận 3 tháng trước, tuy nhiên không có ai cho bản thân mình xem. Mình định giữ lại rồi hôm nào họp lớp sẽ đưa mấy bạn coi, nhưng hôm nay mình nhớ tụi nó quá nên đăng Facebook cho mấy bạn xem. Tụi nó thấy mình đăng thì đứa nào đứa nấy cũng bất ngờ rồi hỏi làm khuyến mãi ngay nó một tấm không. Nghe vậy sự thật rất vui luôn, cậu bạn chia sẻ thêm. Cô chủ nhiệm mình thấy cũng vui lắm ý, vừa mới rồi cô còn inbox hỏi thăm việc cả lớp học ra làm sao rồi nói nhớ lớp nữa. Mình rất nhớ lớp cũ của chính bản thân mình luôn, lớp 12 sự thật là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời học sinh của chính bản thân mình, Sang nói.